Thích vợ ơi, mình thích vợ ở dưới. Cái bạn có làm mấy chứng không anh? À, đi phụ chứ. Lấy giờ ngồi đi là chàng mới có đồ là. Hello, chào cả nhà nha. Bữa hôm nay bắt đầu hành trình tiếp sức em tới trường của chị Hoa Sen 47. Thì chúng ta mang yêu thương đến cho trẻ em nghèo trên địa bàn sẽ giúp chúng ta có một chuyến đi thật là vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta đoàn kết và mang nhiều yêu thương đến cho các em nghèo giúp nha. Thả luôn đi. Có bên này thả nè anh, bên này tập trung thả. Mọi người đã một câu thôi.
Hello, chào cả nhà. Như vậy là 300 phần quà chính tặng cho trẻ em nghèo và đội lăn và 700 phần phụ mừng Trung thu cho các em đã tới xã Cư Cờ Bang, huyện Ea Súp. Và tất cả món quà đây là những quà về yêu thương của quý mạnh thường quân gửi đến nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 của mình và sẽ tặng lại cho các em. Kính chúc các em một mùa thị trường mới đầy đủ hơn, no ấm hơn và hạnh phúc.